Chào cả nhà, thì đây đang nghe bảy, thì đây đang ở vườn của anh Tội, thì sẵn ghé ra đây thăm thì sẵn chia sẻ với cả nhà, cái nguyên nhân và cái lý do vì sao là cái cây của anh Tội nó bị gầy nánh như thế này ha. Đó, thì chắc những cái vườn mình làm á, thì có thể là đợt này là chỉ có vườn chỗ này vườn anh Tội là bị vấn đề sự cố chỗ này nè, ha. Thì ở đây thì mình sẵn mình vô mình thăm xử lý, mình chia sẻ luôn với cả nhà luôn là cái lý do ha, chúng ta khắc phục để không bị tình trạng này. Thì ở đây á, được rồi, anh Tội ảnh thuê anh em là ốp mô vô, thứ nhất ha, thứ hai là cỏ lên xum xê đó, thứ ba là khi mà mình ốp xong rồi mình bỏ các tỉa cành á, cái mình bỏ vô đây. Cho nên là cái nhà thấy cái ẩm độ nó cực kỳ cao luôn đó, đặc biệt đất miền Tây của mình là nó giữ nước nữa, cho nên đó là cây không lấy được dinh dưỡng, ra cơi lá như lá me vậy đó cả nhà. Thì cả nhà nhìn cái sức cây và cái cành nhánh này, thì cái đầu sinh cây nó rất là khỏe ha. Thì vườn anh Tội cũng tứ si làm si với đầy cũng này cũng 3 năm 4 năm rồi đó, nên cả nhà thấy nè, thân cây nó rạng đỏ nè đó, không có vấn đề gì hết ha. Về thân cây thì nấu sinh không có vấn đề gì hết, nhưng mà về vấn đề nó hơi bị thiếu sót ở chỗ đó, cho nên là cây không lấy được dinh dưỡng, ra đọt như lá me đó. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta để chia sẻ để cho anh em thấy là mình rút kinh nghiệm chỗ này ha. Em chăm cây mùa mưa, nói gì nói mùa mưa là phải dọn dọn cỏ ra hết ha, mùa mưa là phải dọn cho nó thông thoáng ra, rút mực nước thấp à, tốt nhất có thể đó, đào rãnh này kia. Cho nên khi mà lai ra lai cái lá yếu này nè, cái nhà cộng thuốc gầy cái nào vô cũng không hết nổi, chịu nổi nó gầy còn rất là nhiều luôn nè đó, này phải xử lý gầy lại ngay nè. À, tại đây tính cơ này làm trái cho ảnh luôn, mà bị cái này thì mình chơi sao luôn rồi. Kìa, thay vì mình giờ này là nắng nè, nhưng mà mình vô trong đây là mình cảm giác là cái ẩm độ nó cao lắm, nó mát rượi luôn ha, nó mát rượi luôn. Thì cái này á là cái cành như thế này nè, ăn trái xong rồi mình bỏ luôn, không có nhánh nằm nó không, cái nhà thấy nó che vô đây không đó, để mình nuôi những cái tầng nhánh ở trên. Cái nhà thấy nhánh ở trên nè, rất là nhiều nhánh luôn ha, mình cắt tỉa để cho ánh sáng nó chiếu vô đây. Khi sử dụng si cái nhà thấy cái nội sinh của cây nè đó, khỏi phải miễn phải bàn ha đó. Còn cái vấn đề này hơi đáng tiếc chỗ này thôi. Đó, rồi thôi, cảm ơn cả nhà nha. Cái này là gầy đánh này, sạch chịu không nổi nó đâu cả nhà, thật sự là chưa, rất là đáng tiếc luôn. Cái này mật độ gầy như thế này nè, này phải cho quánh liền mới được, quá trời rầy rồi. Khi chúng ta chăm cây nó không đúng là chúng ta xịt thuốc mệt lắm. Do là nè lá me không. Rồi cảm ơn cả nhà nha, cái này gặp anh Tội để làm việc với ảnh để mình xử lý tình huống này ha, cho xịt gầy nấm này kia cộng vô quánh liền mới được. Rồi cảm ơn cả nhà.